Hello mọi người, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một chiếc móc khóa chuối bánh mì như thế này ha. Chuối và bánh mì. Thì để làm chiếc móc khóa này, mọi người có thể sử dụng len mill cô tông loại 1 cũng được, thì nó sẽ to hơn. Ở đây em sử dụng sợi cô tông Việt Nam để móc khóa. Cái móc khóa của em nó sẽ nhỏ bằng cái lòng bàn tay thôi, như thế này ha. Thì mọi người cần chuẩn bị cho em là sợi len sợi màu ruột bánh mì, màu vỏ bánh mì, màu chuối. Mọi người có thể dùng cái màu vỏ bánh mì là cái màu của cái đầu trái chuối này luôn cũng được. Một ít màu đen và một ít màu trắng để làm mắt. Một chút xíu màu nâu nhạt để mình làm tàn nhang và mắt. Thì đối với sợi cô tông Việt Nam này thì em sử dụng mắt là 5mm. Hoặc mọi người không thích, mọi người có thể sử dụng mắt nhỏ hơn. Còn đối với mill cô tông thì mọi người sẽ tăng size mắt lên cho em để cho nó vừa vặn với lại cái bánh mì ha. Rồi, mình bắt đầu thôi. Rồi, để bắt đầu thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người làm trái chuối nha. Thì ở cái trái chuối này mọi người, ở cái bánh mì và trái chuối này thì mọi người sẽ sử dụng cho em là kim móc. Đối với cô tông Việt Nam thì mọi người sử dụng cho em kim móc 1.5 đến 1.75mm ha. Nếu như mà bạn nào quen móc cô tông Việt Nam rồi thì mọi người có thể hạ size kim xuống 1mm đến 1.25mm cũng được. Nhưng mà em ở đây thì em sử dụng cái kim 1.5mm để dễ móc và cũng như là dễ hướng dẫn với mọi người hơn. Còn nếu như mà ai mà sử dụng mill cô tông thì mọi người sử dụng cho em là kim 2.5mm ha. Đầu tiên đối với trái chuối, mọi người sẽ lên cho em là 21 mũi bính. 21 mũi bính ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Sau đó mọi người sẽ quay đầu và đi vào chân móc thứ 2 tính từ kim móc. 1, 2. Mọi người sẽ đi cho em 2 mũi trượt. Mọi người sẽ trượt mũi 2 lần ha. 1. Trượt tiếp vào chân móc tiếp theo. 2 mũi trượt. Sau đó mọi người sẽ đi cho em lên cái dây này là 16 mũi. 16 mũi nữa kép. Mọi người sẽ cắt luôn cái sợi thừa ha. Mười sáu mũi nữa kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 và hai mũi cuối cùng. Mọi người đi cho em 2 mũi trượt. 1 2. Rồi, sau đó mọi người sẽ lên cho em 1 mũi bính, quay đầu. Rồi, ở hàng này mọi người sẽ đi cho em nha. Ở đây nè, là mình sẽ có 2 sợi đúng không? Thì mọi người sẽ đi 1 mũi trượt vào cái sợi ở trước. Một sợi thôi, gọi là mũi FLO á mọi người. Nửa sợi thôi, nửa cạnh trước thôi. Đó, mọi người lấy lên. Mọi người đi cho em 1 mũi trượt. Tiếp tục, vẫn là nửa cạnh trước. Nửa cạnh trước ha. Thêm 1 mũi trượt.
là 2 mũi trượt. Sau đó mọi người sẽ đi cho em 16 mũi nửa kép. Thì 16 mũi nửa kép này mọi người móc vào cạnh sau. Đây. Đây. 1. Cạnh sau nha. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Sau đó mọi người lại đi lại cho em là hai mũi trượt, nhưng mà hai mũi trượt này lại trượt ở cạnh trước nha, giống như hai mũi trượt khúc đầu á. 1 2. Rồi sau đó mọi người sẽ lên một bính, quay đầu. Hàng này thì mọi người sẽ đi trượt bình thường, tức là trượt lên cả hai cạnh của cái chân móc ha. Một, hai cạnh ha. Sau đó mọi người sẽ đi cho em là 16 mũi nửa kép bình thường thôi, bình thường ha. Mình sẽ lấy cả hai cạnh này, mình đi 16 mũi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mũi nữa kép. Sau đó mọi người lại đi bình thường cho em 2 mũi trượt. Rồi, sau đó mọi người sẽ lặp lại cho em cái cụm hàng thứ 2 và hàng thứ 3 này thêm 2 lần nữa ha. Lên một bính, quay đầu. Sau đó mọi người sẽ đi 2 mũi trượt vào cạnh trước. 16 mũi nửa kép vào cạnh sau. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Sau đó mọi người lại đi cho em 2 mũi trượt lên cạnh trước. Rồi sau đó mọi người lại lên một bính, quay đầu và đi một hàng bình thường, 2 mũi trượt bình thường. Rồi 16 mũi kép đơn, 16 mũi nửa kép cũng bình thường. 16 mũi nửa kép. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.
sau đó lại đi hai mũi trượt bình thường. Rồi, hàng tiếp theo mọi người lại quay lại, lên một bánh quay lại. Rồi, đi hai mũi trượt cạnh trước. 1 2 Sau đó lại đi 16 mũi nữa kép vào cạnh sau. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 rồi lại hai mũi trượt cạnh trước. Rồi, mọi người sẽ đi tiếp thêm một hàng nữa, lên một bến quay lại và đi hai mũi trượt bình thường. Rồi 16 mũi nữa kép bình thường. Sau đó là hai mũi trượt bình thường. Rồi, bây giờ mọi người sẽ đi cho em một hàng nữa ha. Và hàng này mọi người sẽ giảm mũi. Để lấy nữa mình khâu lại thì nó sẽ cong cong các loại chuối ha. Cong cong. Mọi người cũng sẽ lên một bánh quay đầu và đi cho em hai mũi trượt bình thường. Rồi, bây giờ mọi người sẽ đi cho em là hai mũi nữa kép bình thường. 1 2 Sau đó mọi người đi cho em một mũi kép giảm, tức là mọi người sẽ giữ cái mũi kép đầu tiên ở mũi nửa kép giảm, mọi người sẽ giữ cái mũi nửa kép đầu tiên ở trên kim, lấy thêm một mũi nửa kép nữa, sau đó mọi người rút. Rồi là mình có được một mũi nửa kép giảm. Mọi người đi tiếp cho em hai mũi nửa kép bình thường, sau đó lại tới một mũi nửa kép giảm. Rồi lại tiếp tục hai mũi nửa kép bình thường. Rồi, một mũi nữa kép giảm. Rồi, hai mũi nữa kép giảm. Rồi, một mũi nữa kép giảm. Rồi, sau đó mọi người trượt hai mũi bình thường. Vậy là cái cụm mũi nữa kép bình, cái cụm hai mũi nữa kép, một mũi nửa kép giảm sẽ lặp lại 4 lần ha. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ mọi người sẽ cắt một đoạn sợi dài, em nghĩ là dài tầm 30cm ha. Tại vì mình vừa phải khâu lại trái chuối nè, mà mình lại còn vừa phải khâu đính là cái bánh mì, rồi còn móc thêm cả cái móc khóa nữa, nên là mình để dài một tí ha. Cái phần sợi thừa thì mọi người có thể cắt đi. Như em thì em sẽ luồn nó vào trong. Mình đã giấu rồi, mình đã cặp vào, mình móc rồi, nhưng mà em để vào trong này cho nó chắc. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình khâu ráp ha.
mọi người sẽ dùng một cây kim. Thì cái hàng cuối cùng á, nó làm hàng giảm thì nó sẽ không còn đủ cái mũi móc như là cái hàng đầu tiên của mình. Tức là ở hàng cuối cùng này nè, mình đã giảm rồi. Mình không còn là, chỗ này là chỉ là 16 mũi thôi, chứ không phải là 20 mũi như lúc đầu. Cho nên là mình sẽ lúc mình khâu mình sẽ lưu ý một tí để mà mình có thể khâu cho nó đối xứng với nhau á mọi người. Cái này thì mọi người tự mọi người canh chỉnh thôi, chứ em cũng không thể nào nhắc mọi người là khâu đến lúc nào thì mọi người sẽ bớt nha. Thì đầu tiên hai mũi trượt này em cứ khâu bình thường đi đã. Khâu qua. Rồi. Sau đó mọi người sẽ đi tiếp những cái hàng tiếp theo á, mọi người sẽ canh chỉnh để mọi người giảm mũi nha. Mọi người cứ canh chỉnh mọi người khâu. Thì cái phần này á, nó là cái phần ở mặt dưới, nên là mọi người có khâu xấu một tí cũng không sao ha, nhưng mà nếu đẹp thì tốt. Mọi người khâu được một nửa thì mọi người sẽ nhồi bông ha. Mọi người sẽ khâu tiếp ha. Rồi, sẽ tiếp tục ha, cứ nhồi như vậy, mọi người nhồi từng khúc thôi. Mọi người sử dụng nhíp thì sẽ dễ nhồi hơn ha, tại vì em không biết em để nhíp ở đâu nữa mọi người. Thôi mấy cái đoạn mà em nói xem xem thì mọi người bỏ qua nha. Mà mọi người cũng đừng chấp nhất cái vụ nói xàm của em nha. Tại vì nói xàm đó mới đỡ buồn, chứ ngồi móc mà không nói xàm thì cũng không biết nói gì hết. Tại vì có những cái đoạn giao đoạn ngồi bông này nè, thì em cũng chỉ có thể nhắc mọi người là mọi người đừng nhồi mềm quá, cũng đừng nhồi chặt quá.
chặt quá mà không khéo thì nó sẽ bị lộ. Tại vì ở cái trái chuối này nè, mọi người sử dụng mũi nửa kép thì dù sao nó cũng hở hơn là cái mũi đơn, cho nên là mọi người nhồi vừa vừa, vừa nhồi mình vừa canh chỉnh ha. Cái quả chuối này nó như kiểu quả chuối câu á mọi người, nhà xí á. Nếu như mà ai mà móc sợi chi nữa thì tuyệt vời. Nếu như mà ai móc sợi chi nữa thì quá là tuyệt vời luôn. Em vẫn chưa đến cái trình độ thượng thừa như vậy. Em cảm thấy rất là ngưỡng mộ những chị biết móc sợi chi. Rồi, sau đó mọi người sẽ khâu khép kín lại luôn nha. Rồi em sẽ luồn cái sợi dây xuống đây. Một lát nữa mình sẽ khâu cái phần quả chuối này. Đó mọi người thấy không? Mình sử dụng cái mũi nửa kép cho nên là nó hơi bị hở luôn á. Mọi người có thể hạ xe kim cho nó kín hơn nha. Tiếp theo mọi người sẽ sử dụng một màu nâu đậm. Cái màu nâu của cái cạnh của bánh mì này. Tiếp theo mọi người sẽ làm hai cái đầu của quả chuối nha. Thì mọi người sẽ lấy sợi lên ở một đầu này. Mọi người sẽ lấy cho em ha. Mọi người lấy sợi chỗ nào cũng được. Rồi, mọi người lấy lên cho em. Lấy sợi nè. Đi một lấy một xích, xong mọi người đi lại và một em một mũi móc đơn. Rồi, sau đó mọi người lại đi tiếp. Hai. Ba. Năm. Sau đó mọi người sẽ cắt sợi. Rồi, mọi người sẽ khâu dấu sợi để cái phần này xong xuôi ha. Thì cái phần còn lại mọi người cũng sẽ đi lấy cho em 5 mũi giống như bên kia ha. Năm hay sáu mũi đều được nha mọi người. Một. Hai.
3. Rồi, sau khi mọi người lấy được 6 mũi đơn lên như thế này thì mọi người sẽ đi tiếp cho em thêm một hàng 6 mũi đơn nữa. 6 mũi nha. Cái phần này mình sẽ làm dài ra kiểu như nó là cái cuốn á mọi người. Để phân biệt hai đầu. 2 6. Rồi sau đó mọi người sẽ cắt sợi và mọi người sẽ đi giống bên kia. Rồi bây giờ mọi người sẽ khâu cái phần này ha. Mọi người sẽ khâu cho nó khít lại là được ha. Mọi người cứ xỏ sợi qua những cái cạnh bên ngoài của cái mũi móc cái đường móc đơn cuối cùng á. Sau đó mọi người rút một cái là nó sẽ khít lại. Sợi là xong ha. Rồi thì cái phần này nó sẽ hơi hở nhất nè mọi người. Tại cái phần này cái phần mình vừa mới giảm mũi mà lại còn mình lại còn khâu ráp á, nên cái phần này lát nữa mọi người sẽ úp xuống dưới. Mọi người sẽ úp xuống dưới ha. Tại mình giảm mũi thì cái phần này nó cũng đã cong sẵn rồi, mình sẽ úp xuống dưới rồi mình mới ráp vào cái phần bánh mì nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua mình làm phần bánh mì nha mọi người. Thì đầu tiên mọi người sẽ đi cho em một, mọi người sẽ lên bánh cho em ha. Mọi người lên cho em 16 bánh bằng màu của ruột bánh mì ha. 16 bánh. Sau đó mọi người sẽ quay ngược lại, mọi người đi một mũi trượt vào cái mũi móc đầu tiên của mình ha. Mọi người đi một mũi trượt. Rồi sau đó mọi người lên một bánh. Mọi người đi cho em là 16 mũi móc đơn và 16 chân móc ha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sau đó mọi người sẽ đi cho em là một mũi trượt vào chân móc đầu tiên ha. Trượt vào đây nha mọi người. Cái mũi trượt này mọi người đi chặt tay giúp em ha, càng chặt càng tốt. Rồi, sau đó mọi người sẽ lên cho em một bính, rồi đi tiếp tục làm 16 mũi đơn giống như hàng trước ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Sau đó mọi người sẽ đi một mũi trượt giống như hàng lúc nãy ha. Và mũi trượt thì lúc nào mình cũng đi chặt tay. Rồi, hàng tiếp theo mọi người sẽ lên cho em một bính. Sau đó mọi người sẽ đi cho em đầu tiên là một mũi móc đơn. Sau đó mọi người đi một mũi tăng. Cứ như vậy mọi người sẽ lặp lại cho em một mũi đơn, một mũi tăng, tổng cộng là 8 lần ha. Một mũi đơn, một mũi tăng, một mũi đơn, một mũi tăng. Như vậy lặp lại 8 lần ha. Rồi, sau đó mọi người cũng đi một mũi trượt để kết hàng. Rồi mọi người sẽ đi tiếp hàng tiếp theo cho em. Đầu tiên mọi người cũng lên một bính. Sau đó mọi người đi cho em là một mũi tăng. Sau đó là 2 mũi đơn. 1 2. Rồi, cũng lặp lại cái combo này 8 lần giúp em ha. 1 mũi tăng, 2 mũi đơn. Cứ như vậy lặp lại 8 lần. 1 mũi tăng, 2 mũi đơn, 2. Rồi, cũng kết hàng bằng 1 mũi trượt ha. Rồi hàng tiếp theo mọi người sẽ đi cho em là 3 mũi đơn. Lên một bính nè. 3 mũi đơn. 1 2 3. Sau đó là một mũi tăng. Rồi cũng lặp lại y như vậy 8 lần ha. 3 mũi đơn. 1 mũi tăng, 3 mũi đơn, 1 mũi tăng. Một, tiếp tục 3 mũi đơn, 2, 3, 1 mũi tăng. 8 lần ha. Rồi cũng trượt mũi để kết hàng ha. Hàng tiếp theo mọi người sẽ đi cho em là 4 mũi đơn 1 mũi tăng, nhưng mà mình sẽ tản mũi ha. Đầu tiên mọi người lên cho em một bính, sau đó mọi người đi cho em 2 mũi đơn. Sau đó mọi người đi cho em 1 mũi tăng. Thì đáng lẽ đầu tiên mình phải đi 4 mũi đơn thì mình sẽ tách ra 2 mũi đơn ở đầu và 2 mũi đơn ở cuối.
thì bây giờ mọi người sẽ đi cho em là 4 mũi đơn. 3, 4, 1 mũi tăng. Bạn sẽ lặp lại cái 4 mũi đơn, 1 mũi tăng này 7 lần ha. 7 lần. Một, hai, ba, bốn, tăng, lặp lại 7 lần nha. Sau khi lặp 7 lần thì còn lại dư lại 2 mũi đơn. Mọi người đi 2 mũi đơn cho em là được. Rồi mọi người cũng sẽ chuột mũi để mà kết hàng ha. Rồi, hàng tiếp theo thì mọi người sẽ bắt đầu mọi người đi cái phần để nó ra cái phần bầu bỉnh này á mọi người. Thì mọi người sẽ đi chú ý giùm em ha. Mọi người lên cho em một bỉnh, sau đó mọi người đầu tiên đi cho em một mũi nửa kép. Rồi sau đó mọi người sẽ đi cho em hai mũi kép, một mũi nửa kép xong tới hai mũi kép đơn. Đó, hai mũi kép đơn. Sau đó mọi người sẽ đi cho em là một mũi tăng, nhưng mà tăng này là tăng kép đôi, tức là mọi người sẽ đơn thì mọi người sẽ lấy một vòng trên kim, còn đôi thì mọi người lấy thêm một vòng nữa là hai vòng. Mọi người đi một mũi kép đôi. Sau đó mọi người đi thêm một mũi kép đôi nữa vào đúng cái chân đó để tạo thành mũi tăng. Nè, rút. Đó, mình có được một mũi tăng kép đôi ha, kép đôi tăng. Rồi sau đó mọi người sẽ đi cho em là 7 mũi kép đôi vào 7 chân móc tiếp theo. 1 2 một mũi kép đôi, hai mũi kép đôi, ba mũi kép đôi, bốn mũi kép đôi, năm mũi kép đôi, 6 mũi kép đôi, 7 mũi kép đôi ha. Sau đó mọi người sẽ đi cho em một mũi kép đôi tăng giống lúc nãy ha. Rồi tới 3 mũi kép đôi. Một, hai, ba. Sau đó lại tới một mũi tăng, một mũi kép đôi tăng. Rồi sau đó mọi người sẽ đi 4 mũi kép đôi và 4 chân móc tiếp theo. 1 2 3 4. Sau đó mọi người sẽ đi cho em một mũi tăng. Rồi, sau đó mọi người sẽ đi cho em là hai mũi kép đơn. Kép đơn là mình chỉ quấn một vòng thôi ha. Đó, hai mũi kép đơn vào hai chân móc tiếp theo.
rồi sau đó sẽ đến một mũi nửa kép. Rồi, tới một mũi trượt. Vậy là mình đã xong được cái phần bầu to rồi. Bây giờ mình sẽ tới cái phần bầu nhỏ. Thì đầu tiên mọi người sẽ đi cho em là một mũi đơn. Một mũi đơn, sau đó tới một mũi nửa kép. Một mũi nửa kép, sau này sẽ tới một mũi kép. Một mũi kép xong thì sẽ tới một mũi, hai mũi kép đôi. Kép đôi là mọi người quấn hai vòng ha, hai mũi vào hai chân móc. Rồi, sau đó sẽ tới một mũi kép đôi tăng. Tăng nè. Rồi, sau đó sẽ tới 5 mũi kép đôi vào 5 chân móc. 1 5. Sau đó sẽ tới một mũi kép đôi tăng. Tức là hai mũi kép đôi cùng chân móc ha. Rồi, sau đó lại tới 5 mũi kép đôi vào 5 chân móc tiếp theo. Một. Ba. Bốn. Năm. Rồi, đến một mũi kép đôi tăng. Rồi, sau đó mọi người đi cho em là hai mũi kép đôi vào hai chân móc. Rồi, sẽ tới một mũi kép đơn. Sau đó tới một mũi nửa kép. Rồi tới một mũi đơn là hết hàng ha. Thì mọi người sẽ đi cho em một cái mũi trượt để vào cái mũi này, cái mũi kết hàng lúc nãy á. Rồi. Rồi mọi người sẽ cắt sợi ha. Rồi, cái đàn sợi mà dư á, mọi người sẽ câu vào một cái móc, mũi móc nào bất kỳ á, mọi người giữ nó lại ở đó ha. Vì lát nữa mình cũng sẽ nhồi bông á. Rồi, mình sẽ nối nó ở đây ha. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ đi cho em cái mặt sau ha. Cái mặt sau thì để cho dễ thì mình sẽ đi cùng chiều với lại cái mặt trước luôn. Tức là cái phần mặt sau này nè, thì nó sẽ là mặt trái đi ra ngoài, còn mặt trước thì mới là mặt phải đi ra ngoài ha.
Tại vì nếu như mà mọi người đi ngược lại thì nó sẽ hơi phức tạp trong cái đoạn mọi người phải xác định được là cái khúc này là khúc ở giữa ha. Thì mọi người cứ làm, nếu mọi người xác định được thì mọi người sẽ phải đảo cái chạc lại một tí. Thì để cho mà những người mới cũng có thể làm được á, thì em sẽ đi cho cái mặt trái ra ngoài luôn. Mặt trái cũng rất là đẹp cho nên là mình cũng không có vấn đề gì ha. Thì mọi người sẽ lấy sợi lên. Mọi người sẽ lấy sợi lên từ từ cái chỗ mà mình mình nối sợi ha. Thì đây nha, mọi người sẽ lấy sợi lên từ cái đoạn mà mọi người bắt đầu kết hàng á. Mọi người bắt đầu nối cái vòng 16 bính lại á. Thì mọi người sẽ lấy sợi ở mặt sau như thế này ha. Và mọi người sẽ lấy sợi lên cho em nè. Lấy sợi lên, đánh một bính. Sau đó mọi người sẽ đi xuống đúng cái chỗ lúc nãy mọi người vừa lấy sợi lên, đi cho em làm một mũi đơn. Sau đó còn lại 15 chân móc thì mọi người sẽ đi hết cho em thêm 15 chân mũi đơn nữa để đủ 16 mũi ha. Ba nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sau đó mọi người sẽ đi vào đây một mũi trượt ha. Nói chung là ở cái phần mảnh sau này thì mọi người sẽ đi y chang như là cái mảnh trước. Tức là ở đây mọi người sẽ lên cho em thêm một bính, rồi mọi người lại đi lại 16 mũi móc đơn. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, 14, 15, 16. Sau đó là đi một mũi trượt. Sau đó mọi người sẽ tăng cho em giống như cái mảnh phía trước á, thì mọi người sẽ tăng cho em là 1 tăng 1, xong rồi 2 tăng 1, 3 tăng 1, 4 tăng 1 ha. Rồi mọi người sẽ đi ngược lại cái vòng, mọi người sẽ đi tiếp cái vòng bên ngoài ha, thì em sẽ ghi chạc lại cho mọi người ha, để mọi người nhìn vào mọi người làm thôi. Để khỏi tốn thời gian ha. Rồi sau khi mà mọi người đã hoàn thành xong hai cái mặt thì cái mặt sau này mình sẽ mặc định là phía sau ha, là phía sau của cái bánh mì, và lát nữa mình sẽ chỉ trang trí lên cái mặt trước thôi. Rồi bây giờ mọi người sẽ tiến hành, mọi người nói sao ta, mình sẽ làm cái phần viền bánh mì nha. Phần viền bánh mì này sẽ đi từ phía trước ra phía sau. Thì mọi người có thể bắt đầu ở đâu cũng được. Thì mọi người sẽ đi cho em đầu tiên, cái hàng đầu tiên này mọi người sẽ đi cho em làm mũi mũi BLO, tức là mũi cạnh sau ha. Mọi người sẽ lấy sợi lên nè. Lấy sợi lên. Sau đó đánh một xích. Rồi lại đi một mũi đơn xuống.
Rồi, sau đó mọi người sẽ đi tiếp tục đi cho em mỗi một mũi, mỗi một chân móc mọi người đi cho em là một mũi móc đơn, nhưng mà là cạnh sau ha. Cạnh sau. Mỗi một chân móc sẽ là một mũi móc. Mọi người cố gắng đi cho đúng nha. Tại vì á, lát nữa mình sẽ ráp với lại cái mặt sau á. Nếu mà mọi người đi không đúng thì nó sẽ bị không khớp á. Mọi người sẽ đi hết cái cạnh này ha. Mọi người sẽ đi cái cạnh sau ha. Hai hàng tiếp theo mọi người sẽ đi cho em mũi đơn bình thường, và mỗi mũi chân móc thì mọi người đi một mũi đơn ha, không tăng không giảm, lên một bính, sau đó quay lại đi mũi đơn bình thường, tức là mình không đi mũi cạnh sau nữa, mình sẽ đi lên cả hai cạnh, và mọi người sẽ đi cho em hai hàng ha, hai hàng hoàn toàn bình thường, không tăng không giảm. Khi mà mọi người đã hoàn thành hai hàng không tăng không giảm thì mọi người sẽ tiến hành mọi người ráp ha. Thì cái hàng ráp này á, mọi người cũng sẽ lên cho em một bính, sau đó mọi người vẫn đi một cái hàng. Đối với cái hàng màu nâu này nè thì mọi người sẽ vẫn đi vào cả hai cạnh, nên riêng cái hàng màu trắng cái màu bánh mì màu kem á thì mọi người sẽ đi vào cái cạnh trước nha, cạnh trước nha, tức là cái cạnh đó hướng về phía bên mình á, thì mọi người sẽ đi ha nè. Phải lên. Đó. Sau này mọi người cứ như vậy, một mũi trước thì nửa mũi sau như thế này. Người đi thì nó sẽ cái cạnh đằng trước nè, cái cạnh phía sau, tức là cái mặt sau nó sẽ vẫn lồi ra ha, nó vẫn hiện ra, còn mình sẽ lấy một nửa thôi. Đó, mọi người cứ như vậy, mọi người đi cho em khoảng tầm một nửa ha, một nửa của cái bánh ha. Khi mà mọi người đã làm được một phần một nửa như thế này rồi ha, thì mình sẽ nhồi bông, mình sẽ nhồi vào mà nha. Mọi người sẽ nhồi chặt giùm em ha, nhưng mà đừng để ra lộ cái lộ bông gòn ra nha.
xài. Sẽ nhổ cả hai bên. Tùy mọi người muốn ăn bánh mì mềm hay bánh mì cứng nha. Mọi người sẽ nhồi. Sau khi mà mọi người nhồi như vậy á, thì mọi người sẽ tiến hành mọi người làm tiếp các phần còn lại nha. Mình cũng sẽ đi y như là cái phần mà mình đã làm ha. Mình sẽ đi hết cái phần này luôn. Và mình sẽ nhồi gòn vào ha. Và mình sẽ giấu sợi nữa. Khi mà mọi người đã ráp xong, mọi người đã làm được cái viền bánh xong, thì mọi người lưu ý nha, là ở đây á, cái phần to này nè, nó sẽ hướng lên trên, cái phần nhỏ sẽ hướng xuống dưới. Nó giống như là một cái nếp bánh mì nè mọi người. Còn cái chỗ này thì coi như là cái rúng của nó đi. Em cũng không biết. Thì cái này em lắp bị sai nè. Em lắp cái phần nhỏ lên trên mất. Thì bây giờ em sẽ, mọi người sẽ ráp cho em cái phần và chuối này, mọi người sẽ ráp vào cái phần to ha. Mọi người muốn nó ở bên nào thì là nó ở bên đó. Sau đó mọi người sẽ trang trí mắt, mọi người sẽ làm tàn nhang, mọi người sẽ làm tay làm chân, khâu ráp tay chân ha. Thì cái phần chân là ở đây, tay là ở đây. Rồi mọi người dán mắt và mọi người hoàn thiện lại sản phẩm của mình ha. Thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người làm giống như cái này ha. Tiếp theo sẽ là phần mắt và phần chân tay. Phần chân tay thì sẽ giống nhau ha. Mọi người sẽ đi cho em là lên phần chân tay trước. Mọi người sẽ đi cho em 4 mảnh giống nhau. Mọi người đi cho em 7 mũi. Bính 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó mọi người quay lại, mọi người đi vào chân móc thứ 3, tính từ kim móc 1 mũi kép. 1, 2, 3, 1 mũi kép. Sau đó còn lại 4 mũi, 4 chân móc, mọi người đi cho em 4 mũi trượt. Sau đó mọi người sẽ chừa một đoạn sợi dài ha. Dài xong rồi mọi người, để lát nữa mọi người sẽ khâu vào trong phần cái bánh mì ha. Thì cái lúc mà mọi người hoàn thành xong 4 cái á, thì mọi người sẽ khâu vào cái phần chân. Phần chân là như thế này. Ở phần dưới đáy ha. Thì nó sẽ, mọi người nó sẽ song song với lại cái phần cái lỗ tròn của bánh mì ha. Rồi cái phần tay thì sẽ là cái phần mà nó vào cái phần eo bánh mì ha. Rồi. Còn phần mắt thì mọi người sẽ đi cho em là một vòng tròn ma thuật. Đi cho em một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn nha. Sau đó mọi người khép vòng. Rồi, mọi người sẽ đi thêm một vòng gồm có 6 mũi tăng ha, tức là 2 mũi đơn cùng một chân móc và lặp lại 6 lần. Sau đó mọi người cũng sẽ chừa một đoạn sợi dài để mọi người khâu vào trong bánh mì ha. Nếu như mọi người không khâu vào thì mọi người cứ việc mọi người ngắn xong rồi mọi người khép cái vòng lại, đi vào một mũi trượt xong rồi mọi người cầm hết cái chỗ sợi thừa này, mọi người quấn ra phía sau, xong mọi người để keo và mọi người dán lên là được ha. Khi mà mọi người làm xong tất cả các phần rồi á, thì mình sẽ tiến hành mình gắn cái phần mắt sau cùng ha. Thì phần mắt này mọi người sẽ ướm lên giùm em ha. Mình sẽ ướm lên như thế này. Thì cái phần mắt á, nó sẽ nằm gọn ở trong cái phần, nó sẽ hơi hơi
nó chỉ nói sao ta, nó chỉ hơi bị lố lên cái phần mình đi phần mũi kép đôi như thế này thôi, còn lại thì nó sẽ nằm gọn trong cái phần mũi đơn của mình ha. Mọi người sẽ để nó một khoảng cách ở giữa, nó có một khoảng cách ha. Rồi mọi người sẽ gắn giùm em, mọi người sẽ khâu giùm em cái phần mịn ha. Mọi người sẽ lấy một đoạn chỉ màu đen, một đoạn sợi màu đen. Đây, mọi người sẽ lấy sợi lên, mọi người sẽ ướm ha, để nó có một cái mỉm cười như thế này. Mọi người sẽ cố định nó lại ha. Mọi người sẽ cố định nó để nó có một cái miệng cười như thế này nha. Sau đó mọi người sẽ giấu sợi đi ha, tại vì mình chỉ sử dụng có một đoạn sợi màu đen này thôi. Mọi người sẽ cắt sợi nha. Rồi, sau đó mọi người sẽ khâu cho em hai cái mắt này vào ha. Mọi người có thể chọn cách mọi người dán cũng được ha. Nhưng mà em sẽ khâu cho nó chắc.
khâu cái này nếu mà mọi người sử dụng mà miêu á, miêu cotton á thì sẽ dễ hơn ha. Tại vì em sử dụng là cotton Việt Nam cho nên nó hơi khó. Mọi người khâu định dính lại cho em ha. Nếu mà mọi người thấy khó quá thì mọi người có thể không khâu mà mọi người dán cũng được, dán thì nhanh hơn. Khi mà mọi người khâu hoặc dán á, thì mọi người sẽ lưu ý giúp em á, là cái phần mà giáp mối á, cái hàng này nè. Tại vì mình dùng xoắn ốc á mọi người, cho nên là cái chỗ này mọi người sẽ để nó vào giữa nha, vào phần giữa, để lát nữa mình gắn mắt á thì nó sẽ không có bị lộ ha. Mà thật ra cái phần gắn mắt này mọi người có thể chọn là gắn cân đối hoặc là gắn cho hai mắt nó bị lát lát cho dễ thương, hoặc là gắn như thế nào đó tùy mọi người. Cho nên là em nghĩ cái phần gắn mắt này nó cũng kiểu đối với cái những cái mẫu nó dễ thương như thế này, mọi người gắn sao nó cũng sẽ dễ thương. Cái này là móc khóa thì tuyệt vời ông mặt trời. Rồi mọi người sẽ khâu nốt con mắt còn lại cho em ha. Rồi sau khi mà mọi người đã khâu xong hai con mắt thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cái mắt vào ha. Thì mắt này em sử dụng là mắt 1mm, hình như là 2mm, để đó em đo lại nha. Rồi em sẽ ghi ở phần thôi để em đo luôn, tại vì em mua một hộp mắt đó mọi người. Xong cái em kiểu em hậu đậu á, cái em làm rớt mất, thế là nó lộn xộn hết lên, chứ làm gì có mắt 1mm, trời ơi nói tầm bậy không à. 5mm nha mọi người. Mọi người sẽ dán nó vào đây cho em ha. Mọi người sẽ dán mắt lên cho em. Thì keo ở đây em sử dụng là keo 401. Mọi người có thể sử dụng, mà đối với mắt nhỏ như thế này nếu mà mình sử dụng keo nến thì nó sẽ hơi bị dễ bị tràn ra. Mọi người có thể sử dụng keo 401 này, mua trên Shopee nhiều lắm, hoặc là mọi người có thể mua keo silicone hoặc cũng được. Mọi người có thể cân nhắc sử dụng mắt nhỏ hơn cũng được nha. Em ướm vô em thấy nó cũng không cũng dễ thương lắm, nhưng em thích mắt to. Rồi, bây giờ mình sẽ làm ba cái cục tàn nhang ha. Mọi người sẽ lấy cho em cái sợi màu nâu nhạt, nhạt hơn cái màu nâu này. Mọi người sẽ lấy một đoạn sợi màu nâu nhạt nha.
nhạt hơn cái màu mà mọi người làm viền bánh. Sau đó mọi người cũng sẽ giữ lại. Rồi bây giờ mình sẽ làm ba cái mụn ruồi ở ba bên này, ba cái tàn nhang chứ. Mình sẽ lấy sợi lên ha. Rồi. Em không có rành cái chuyện mà thêu này đâu mọi người, nên em sẽ thêu đại ha. Sẽ lấy sợi lên. Quấn 1, 2, 3, 4, 5. Mày rút sợi. Chặt thì chặt vô. Rồi cắm ngược xuống. Mình lại được một cái cục mụn ruồi. À quên, trời ơi nó tầm bậy, một cục tàn nhang. Rồi, tiếp tục làm tương tự. Mình làm cho em ba cái chấm tàn nhang ha. Đó. Xong rồi qua bên này, mọi người cũng sẽ khâu cho em. Em khâu nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà mọi người khâu khéo hơn em thì nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi mọi người khâu bên còn lại nha. Tên. Vậy là đã làm xong rồi. Làm xong được cái bánh mì. Nhìn cũng không ra bánh mì lắm ha mọi người. Bánh mì chuối rất là dễ thương. Em làm lên trên này một cái khoen tí xíu như thế này, 10 mũi móc đơn, quên 10 mũi bính khâu lại để mình có thể làm móc khóa ha. Tên. Vậy là mình sẽ có một cái móc khóa bánh mì chuối. Chúc mọi người thành công.